khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân vận động Hàng Đẫy. Đây là cuộc đọ sức trong khuôn khổ bóng đấu thứ 12 của giải vô địch quốc gia Night Wolf V-League 1 2023 giữa câu lạc bộ Viettel và BKMX Bình Dương. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà Viettel ở trong trận đấu. Với BKMX Bình Dương, trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 36 Phạm Văn Phong. Các cầu thủ số 3 Nguyễn Thanh Bình, số 4 đội trưởng Bùi Tiến Dũng, số 7 Gia Hà, số 12 Tuấn Tài, số 19 Tân Bình Mohamed Essam, người Ai Cập, số 21 Đức Chiến, số 28 Hoàng Đức, số 39 Dương Văn Hào, số 86 Trương Tiến Anh và số 90 Trần Mạnh Cường. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay gồm trọng tài chính là ông Trần Ngọc Nhớ, các trợ lý là ông Hoàng Duy Tuất và ông Đoàn Quốc Huy, trọng tài thứ tư là ông Vũ Phúc Hoàn. Còn đây là đội hình xuất phát của BKMX Bình Dương trong trận đấu này. Trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 25 Trần Minh Toàn, các cầu thủ số 9 Rimario, số 15 Trương Dũ Đạt, số 16 Nguyễn Trần Việt Cường, số 17 Tống Anh Tỷ, số 21 Trần Đình Khương, số 24 Trần Hoàng Bảo, số 27 Đoàn Hải Quân, số 28 Tân Binh Nicolas Osen, số 34 Lê Quang Hùng và số 39 Trần Trung Hiếu. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên giữa câu lạc bộ Viettel và BKMX Bình Dương. Ở trong hiệp một trận đấu thì đội chủ nhà Viettel trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên trái màn ảnh của quý vị. Còn đây là huấn luyện trưởng của BKMX Bình Dương, trung tiền đạo của đội tuyển Việt Nam Lê Huỳnh Đức. Thành tích của Essam trong quãng thời gian thi đấu tại Thái Lan trong áo của hai đội bóng là rất ấn tượng với 18 bàn sau 30 trận đấu. Rimario, đây là cơ hội dứt điểm không vào. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của BKMX Bình Dương trong trận đấu này, và đó là cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 27 Đoàn Hải Quân. Hải Quân là một cầu thủ có cái chân trái lợi hại và cầu thủ này cũng đã thể hiện cái duyên ghi bàn trong những vòng đấu gần đây của BKMX Bình Dương. Với những bàn thắng vào lưới của SHB Đà Nẵng và đặc biệt là cú sút phạt trực tiếp hoàn hảo vào lưới của câu lạc bộ Khánh Hòa. Và hai bên đã đưa ra quyết định chia tay. Đường chuyền của Gia Hà, dứt điểm không vào. Đó là cú đá của Hoàng Đức. Chúng ta phần nào đó đã được nhìn thấy những phẩm chất kỹ thuật tới từ Mohamed Essam. Đường chuyền bắt lát dành cho Gia Hà và sau đó bóng ngay lập tức tới chân của Hoàng Đức. Hoàng Đức chính là người thực hiện và chạm bóng nguy hiểm không vào. Bóng đã chạm vào đầu của Nguyễn Thanh Bình. Một tình huống di chuyển nhanh của Thanh Bình và tách ra khỏi hậu vệ của BKMX Bình Dương. Và cứ bóng là của Mohamed Essam, đây là tốc độ của Essam. Cú đánh gót dành cho Tiến Anh. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Bóng đã chạm vào tay của một cầu thủ bên phía BKMX Bình Dương, đó là quyết định của trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Sau khi xem lại pha quay chậm thì đó là pha bóng mà trái bóng chưa hề chạm vào tay của Trương Dũ Đạt. Đó là pha bóng mà trọng tài Ngọc Nhớ đã mắc sai lầm. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà Viettel, đó là cú dứt điểm chính xác của Đức Chiến. Màn mừng quen thuộc của Đức Chiến xuất hiện trên sân vận động Hàng Đẫy. Và đó cũng là bàn thắng thứ 3 của tiền vệ mang áo số 21. Đức Chiến đã hoàn toàn đánh lừa được thủ môn Trần Minh Toàn. Cú đá về góc phải khung thành, trong khi Minh Toàn đổ người về bên trái. Quả tạt của Dương Văn Hảo, gối không vào. Cú dứt điểm đầu tiên tới từ Mohamed Essam. Một tình huống khống chế kỹ thuật trước khi xoay người dứt điểm nhưng không thể chiến thắng được Trần Minh Toàn. Trần Trung Hiếu, đường chuyền rất hay dành cho Dương Văn Hảo, dứt điểm không vào. Một khoảng không trống trải dành cho cầu thủ mang áo số 39 nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm chân trái của Dương Văn Hào vẫn chưa thể đem lại bàn thắng dành cho câu lạc bộ Viettel.
Và chơi bóng của anh Tỷ. Không có gì nguy hiểm với hàng thủ của Viettel. Nhưng đó là một sai lầm. Một sai lầm của thủ thành Văn Phong. Bóng đã vào lưới của câu lạc bộ Viettel và tỷ số là 1-1. Một pha bóng có phần bất ngờ. Và trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã công nhận bàn thắng này. Vẫn đang là những phản ứng quyết liệt tới từ các cầu thủ Viettel. Người đã đưa bóng vào lưới của Viettel đó là Lê Quang Hùng, hậu vệ cánh phải của BKM Bình Dương. Bóng chuyền ở tầm thấp. Dứt điểm không vào. Cú đá là của Đoàn Hải Quân. Có những trận đấu thì Trần Đình Khương là cầu thủ được đá vị trí tiền vệ phòng ngự cùng với khá nguy hiểm. Vào! Đó là cú đúp của Đức Chiến. Một lần nữa chúng ta nhìn thấy pha ăn mừng siêu quen thuộc của Đức Chiến theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Một cú đá như Đại Bắc của Đức Chiến. Các khán đài sân hàng đẫy bùng nổ với bàn thắng thứ hai này của đội chủ nhà. Tiếp tục là một bàn thắng có sự may mắn song hành. Hải Quân. Cú đá của Hải Quân không vào. Thêm một lần nữa thì số 27 cho thấy khả năng dứt điểm bằng cái chân trái của mình lợi hại như thế nào. Nhưng đây là pha bóng mà Phạm Văn Phong đã đổ người chính xác. Phút thứ 75 và cách biệt vẫn đang là một bàn, một đường chuyền chính xác. Jefferson Elias không vào. Và ngăn chặn chính xác là của Phạm Thanh Long. Trước đó là một đường phát động tuyệt vời từ phần sân nhà. Và pha khống chế bước một của Jefferson Elias là miễn chê. Vẫn đang là Jefferson Elias. Mở ra góc sút không vào. Tiếp tục là côi. Vẫn chưa vào. Hai cú dứt điểm liên tiếp. Người thực hiện cú dứt điểm thứ hai đó là Bùi Duy Thường. Một pha bóng mà hàng phòng ngự của BKM Bình Dương có phần giật mình khi họ đã tưởng rằng Jefferson Elias ở vào vị trí biệt vị. Chính xác là trước đó đã có một tình huống phạm lỗi với Hữu Thắng. Và tất cả đều tưởng rằng trọng tài Trần Ngọc Nhớ sẽ thổi phạt. Và như vậy là trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu trận đấu giữa Viettel và Bình Dương. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 của giải vô địch quốc gia Naigolf V-League 1 2023. 2-1 là tỷ số cuối cùng, chiến thắng nghiêng về đội chủ nhà Viettel. Và tới đây thì buổi bình luận trận đấu của chúng tôi xin được khép lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo của Naigolf V-League 1 2023. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.